cầm nhành hoa thơm ngát, chúng con dâng lên cùng dường, cùng với tâm lòng thành kính hướng về Đức Thế Tôn. Cúi đầu chúng con đảnh lễ, quan niệm trong ngóng biết tu hành. Thế Tôn xa thân cầu đạo, tôn tao tin mình trầm tiếng tìm cho ra pháp môn khoan dung diện khổ cho chúng sinh. Lòng từ của Đức Thế Tôn đến tình lưu xa lời, ban bỏ ngàn nhân thiên làm ruộng phương biển tươi to, hạnh phúc cho muôn loài. Phật bảo A Nan cùng đại chúng, sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh, hoặc thiên thượng hay nhân gian, được xá lợi của ta mà vui mừng thương cảm, cung kính lễ bái cúng dường, thời được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan, nếu thấy xá lợi của Như Lai, thời là thấy Phật là thấy Pháp là thấy Tăng, thấy Tăng là thấy Niết Bàn. A Nan nên biết rằng, do nhân duyên trên đây mà Tam Bảo thường trụ không biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả chúng sanh. Tứ chúng nhân thiên đem xá lợi của Như Lai đựng trong bình thức bảo, xây dựng tháp thức bảo để cúng dường xá lợi, có thể làm cho chúng sanh được công đức lớn, lìa khổ ba cõi đến vui Niết Bàn.